Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Hường đến từ trường dạy nghề Thanh Xuân. Hiện tại thì chị Hường đang ở Quế Võ Bắc Ninh, đang đứng trước cửa hàng sửa chữa xe máy Hương Thịnh. Ngày hôm nay chị Hường đấy, sẽ muốn chia sẻ với tất cả các bạn về hành trình 15 năm. Cách đây 15 năm thì chị Hường đã vào trường dạy nghề Thanh Xuân và công tác. Chị Hường đã tư vấn và định hướng nghề cho một bạn học viên đến từ Quế Võ Bắc Ninh. Và hôm nay thì có ngày để chúng ta sẽ quay lại phỏng vấn bạn và gặp lại bạn xem sau 15 năm thì bạn đã đạt được những gì nhé. Xin mời tất cả các bạn. Xin chào cả nhà. Em chào chị Hương. Xin chào, còn nhận ra chị không? Em chào chị Hương. Xin chị chào. Càng ngày càng trẻ nhỉ. Chị càng ngày càng trẻ. Chị khỏe không? 15, chị khỏe, 15 năm gặp lại mà chị thấy em làm nghề nhưng mà cũng không già đi mấy nhưng mà rắn giỏi hơn. Em từ ngày đấy 15 năm bây giờ lên mười mấy cân rồi. Lên mười mấy cân à? Vâng. Phát tài phát tướng đúng không? Ngày xưa em bé lắm. Nhưng mà 15 năm mà vẫn còn ấn tượng với nhau như thế này à? Theo tốt rồi, vâng chị. Mà chị muốn hôm nay là đi về đây để thăm cửa hàng này vâng. Và muốn review cái cửa hàng của em một chút à, vâng. Và thật sự là cái xe máy thì đúng là không bao giờ là lỗi thời nhỉ. Vâng đúng rồi. Cách đây 15 năm thì cái xe máy thì nó cũng chưa được phổ biến, phổ thông lắm. Ví dụ đúng như rồi. Xe ga thì chưa có nhiều, đúng chứ rồi. Là xe số đúng không? Vâng đúng đấy, rồi. Thì bây giờ thì xe máy cũng vẫn là cái phương tiện tham gia vâng, giao thông chủ yếu tại Việt Nam. Và xe máy thì rất là nhiều. Đúng rồi. Và hôm nay được về cửa hàng của mình thì thấy cửa hàng rất là hoành tráng này. Không những sửa chữa bảo dưỡng mà lại còn cả bán cả phụ tùng nữa. Đấy thì chị vâng. rất là vui mừng. Đấy vâng. thì chị muốn quay cửa hàng của em một chút này và muốn chia sẻ với lại mọi người về cái hành trình em đến với lại trường dạy nghề Thanh Xuân để truyền tải cái thông điệp cũng như là cái thông điệp của em cho tất cả các bạn trẻ mà hiện nay đang muốn đi học nghề sửa chữa xe máy và muốn theo cái nghề sửa chữa xe máy. Thì chị em mình ôn lại cái kỷ niệm một chút nhỉ. Cách đây 15 năm thì đúng là cái thời điểm đấy là chị Hường với công tác tại trường dạy nghề Thanh Xuân được 1-2 năm vẫn còn chập chững mà tư vấn thì vẫn còn xanh và non đó. Nhưng mà cái lúc đấy thì thật sự là cũng là vì đam mê yêu nghề nên là chị Hường cũng đã tư vấn và định hướng được nghề cho em. Thì cái lúc đấy là Hưng đi về học ở trường đấy, là cái lúc trước khi mà đi học sửa chữa xe máy là Hưng làm nghề gì nhỉ? Trước này em đi làm mấy nghề cơ. Thứ nhất là phụ hô rồi làm rồi là hàn xi. Cái gì em cũng nói chung là cũng biết làm, nhưng mà thực ra là làm những nghề như ngày xưa em theo nghề hàn ấy thì là nói chung là nó phải trèo cao ấy. Ví dụ đi công trường mà xây cho các cái nhà xưởng ngày trước là phải trèo hàn mãi nó cao, nó vất vả. Thì xong em trên TV thấy cái trường dạy nghề Thanh Xuân ấy, em ra đấy thì gặp chị đấy. Em muốn đi học mà thực ra em cũng thích về nghề xe. Vì năm đấy là nói chung là về để mà học nghề xe mà hỏi cho các cái tiệm lớn ở đây là người ta nói chung là khắt khe lắm. Mà để học được nghề thì đấy thì em đi hàn xì thì là có tích tiền thì em mới ra đấy em học thì là chị tư vấn. Thật ra là xong thì là em dạy được thầy Hưng. Em học thầy Hưng thì từ ngày đấy ra thì là em mới theo nghề suốt từ ngày đấy. Sau đó thì chị thấy rằng là có các bạn mà đã từng theo học ở trường, các bạn vẫn vào các cái fanpage của trường và các nhóm của trường chia sẻ rằng là em có đã được về Bắc Ninh, em làm ở chỗ cửa hàng chỗ anh Hưng, cũng trước kia cũng học ở trường mình. Thì chị với bạn ấy cũng chia sẻ và chị thấy rất là nhiều idol còn chia sẻ về em rằng là mà anh Cung Quang Hưng là đã từng là học viên của trường dạy nghề Thanh Xuân và bây giờ đạt được rất là nhiều các cái giải thưởng về cái tay nghề của cái trong cái hội kỹ thuật sửa xe máy của toàn quốc đúng không? Đấy thì em có thể chia sẻ cùng với lại tất cả mọi người về cái thành quả của em ngày hôm nay. Bởi vì là chắc chắn là hôm nay thì chúng ta làm một cái video này là chia sẻ chắc chắn là sẽ rất nhiều các đồng niên của em ấy, thời điểm mà học cùng với em là các bạn sẽ nhận ra em. Đấy, nhưng mà chắc là trong nhóm thì vẫn liên lạc với nhau đúng không? Đấy thì em có thể chia sẻ cùng với mọi người cái hành trình em đến với dạy nghề Thanh Xuân rồi này và cái quá trình mà để đạt được cái thành tích như ngày hôm nay thì em có thể chia sẻ cùng mọi người được không? Thực ra là đầu tiên ý, thì nói chung là phải cảm ơn trường dạy nghề Thanh Xuân. Thì thực ra là em từ người cái con số 0 tròn trịnh, nói chung là cũng chỉ là biết chỉ đam mê về xe thôi. Thế nhưng vào đấy là được các thầy các cô nói chung là dạy nó từ cái cơ bản. Thì từ những cái cơ bản đấy thì bây giờ mình mới phát triển được như bây giờ. Có nghĩa từng năm tháng, có nghĩa là mình 5 tháng mình trao rồi. Có nghĩa là xe bây giờ là ngày càng mới. Ngày xưa bọn em học là những cái công nghệ nói chung là chỉ là như chế hỏa khí hay là những động cơ là động cơ một xi lanh. Đấy, động cơ là như Zimway 100 hay là 110 hoặc là như có những cái xe ga chỉ là VC ngày xưa nó là ấy rồi. Nhưng bây giờ như tất cả những cái xe bây giờ là xe công nghệ, bây giờ là công nghệ, bây giờ là thứ nhất là phun xăng điện tử. Đề là đề ACG, khóa Smoky, phanh ABS là những công nghệ mới nhất bây giờ của thị trường bây giờ. Là như đưa công nghệ của ô tô sang xe máy nên là bọn em phải thường xuyên cập nhật
và trường chuyên đi học. Nói như thế, tất cả về học về điện và học về động cơ thì nó mới được ngày hôm nay, có nghĩa là nói chung trải qua nó nhiều thăng trầm, làm bác các kiểu, nói chung là chứ không phải như là ngẫu nhiên mà được như bây giờ. Rồi. Cũng như mà phải nói cảm ơn là nói chung cái cảm ơn trường dạy nghề Thanh Xuân là có cái nền tảng đầu tiên. Cái quan trọng nhất là bây giờ anh em thợ cũng thế thôi, là cái phải nền tảng. Cái giờ cái điện là điện cơ bản và cái thứ hai động cơ cơ bản. Nên là như anh em nào muốn học nghề ấy, thì là theo mình ấy, là lên ra trường dạy nghề Thanh Xuân. Thứ nhất là nó có cái kiến thức cơ bản thì anh em tự phát triển được. Thứ nhất là kiến thức cơ bản về điện, về động cơ. Thì bây giờ nói chung là trường cũng là theo xu hướng của thời đại, nói chung theo thị trường thì là cũng phải cập nhật những các loại xe mới. Thứ nhất là như tối thiểu bây giờ những xe phun xăng điện tử, trang bị ABS, phanh ABS, khóa xỉ mắc kỳ hay là tất cả những công nghệ điện ACG là bây giờ tất cả ở trường bây giờ nó có đầy đủ hết rồi. Nên là anh em muốn học thì liên hệ với chị Hường. Sau 15 năm rồi nhưng chị hàng trẻ cũng không nghĩ là hôm nay là được gặp chị ở tại cửa hàng này đâu. Đấy, liên hệ với chị Hường bây giờ là chị là trưởng ban tổ chức à? Đúng rồi, chị là trưởng ban tổ chức, chị trưởng phòng ở đấy à, luôn. Trưởng phòng luôn à? Ừ, đấy. Phải làm trưởng phòng chứ. À thế à? Vâng đấy. Thì là có gì thì liên hệ. Nếu anh em nào cần thì là liên hệ với mình. Đấy, số điện thoại là 0989 561 468. Đấy, thì là hay là lên đây thì mình cho số của chị Hường. Chị Hường đọc số của chị đi. Của chị là 0961677445. Chị hỏi một chút này, từ lúc bắt đầu chị về mà chị nhìn thấy giải thưởng của em treo rất nhiều ở đây. Đây rất là nhiều giải thưởng này, rất nhiều các cái giải thưởng giấy chứng nhận, rồi là các cái thành tích của em đạt được ở đây rất là nhiều luôn. Thật sự là chị rất là vui mừng. Rất là vui mừng và tự hào về học viên của trường dạy nghề Thanh Xuân. Thật sự là như thế. Thế thì bây giờ ví dụ như là em đã bây giờ hiện nay đã 15 năm kinh nghiệm trong nghề rồi, và em đã có được một cái cơ ngơi rất là đáng để như thế này. Thì ví dụ như bây giờ ở các khu vực quanh đây mà người ta biết đến em và người ta muốn là đi ra cửa hàng của em để học nghề ở đây thì em có nhận không? Thực ra là học nghề ở đây thì nói chung là bọn em cũng không thể dạy được những cái căn bản được. Nói chung là nếu lên học ấy thì là lên theo một khóa ở trường. Thì thực ra nó có mấy tháng thôi, thì là nói chung nó sẽ biết được điện cơ bản này và động cơ cơ bản. Thì lúc đấy cần thêm mà lương cao thì về có thể bọn em nhận được. Bọn em nhận mà có nghĩa là nếu như phụ việc là bọn em trả, có nghĩa là có trợ cấp luôn rồi. Chứ không phải là phải vào là đi học từ đầu hay là gì đấy, không phải gì cả. À đấy. Đấy, quan điểm là như thế. Và bọn em là nói chung là cần người làm. Mà cái thứ hai là cần người học cái cơ bản. Thì nói chung về bọn em chỉ bảo nó rất dễ, mặt nhanh. Tại vì là hiện nay có nhiều bạn muốn đi học nghề nhưng mà các bạn lại không muốn mất học phí. Các bạn muốn ra ngoài cửa hàng không, rồi là kiểu được thực tế ở bên ngoài như thế này. Nên là nhiều bạn đặt ra cái câu hỏi là có nên học nghề sửa chữa xe máy tại cửa hàng hay là học nghề sửa chữa xe máy ở trong trường. Đấy thì ngày hôm nay là cũng rất là cơ duyên là chị em mình được gặp lại nhau và em có những cái chia sẻ rất là thú vị, rất là hữu ích để cho các bạn, để các bạn biết được là học nghề thì chúng ta phải nên để học những cơ bản là phải vào trường lớp, sau đó thì ra ngoài này để chúng ta lấy kinh nghiệm ở bên ngoài thôi, đúng không? Đó, và nhiều bạn là cũng đam mê về nghề sửa chữa xe máy nhưng mà các bạn muốn học sửa chữa xe máy thì đi học nghề sửa chữa xe máy có cần phải trình độ cao không? Không cần đâu ạ. Theo em là nói chung là nó chỉ cần bây giờ cái văn hóa lớp 9, bây giờ nếu anh em thật sự xác định yêu nghề là học được. Thì thực ra là những cái xe máy này nó cũng không cần phải là cao siêu lắm, trình độ văn hóa nọ văn hóa kia, nhưng nó phải là phải người đam mê. Đúng rồi. Cái quan trọng nhất là phải đam mê về nghề, chứ còn thực ra là anh bây giờ cứ bảo là anh bằng nọ bằng kia, thạc sĩ nọ thạc sĩ kia, nhưng mà thực ra anh có học đâu, có làm đâu mà làm sao mà làm được. Nói thế nhanh, chủ yếu là chứ còn cái gì đúng rồi. Có nghĩa là anh nói được nhanh, nói với làm nó khác nhau, xa nhau nhiều lắm. Đúng rồi. Chứ không phải là ấy đâu. Nên là cái quan trọng nhất là bây giờ là phải yêu nghề và chăm chỉ là đúng, có nghĩa là thành được. Đúng rồi. Chứ còn bây giờ nếu như cứ bảo là bằng nọ bằng kia nhưng mà anh không chịu học, không chịu ấy thì làm sao mà ấy được? Không bám sát thực tế, đúng không rồi, chăm chỉ chịu khó. Và lý thuyết mà không đi đôi với thực hành thì đúng sẽ rồi, không được, đúng không ạ? Đúng rồi. Nên các cụ hay nói cuộc sống không giống cuộc đời là chỗ đúng này rồi, đúng rồi. Thế thì bây giờ ví dụ như các bạn mà học cái nghề sửa chữa xe máy này ra ấy, thì mà để mà mở được một cái cửa hàng sửa chữa xe máy này vào thời điểm hiện tại nhất, chắc thời điểm của em về thì chắc vẫn là đang trang giấy trắng nhỉ? Bởi vì cái lúc ấy chị thấy em chia sẻ rằng là em về thì em cũng đi làm thuê vì em chưa có vốn để mở. Đúng rồi. Cái lúc mà em mở vốn mở cửa hàng này thì vốn cũng cần hết nhiều. Thực ra là ngày đầu tiên em lập nghiệp mà làm hàng ấy, là chúng nó vốn của em nó chỉ có độ khoảng
trừ hết mua máy mua móc các thứ thì nó chỉ độ khoảng 15-20 triệu. Thì dần dần thì xong bây giờ mới có được như bây giờ tất cả như thế đấy. Nhưng, phải nói nhưng thật mà hình như là chị lúc mà chị vào đây là chị nhìn thấy hình như là có cả bà xã làm ở đây nữa. Đúng rồi ạ. Thế là bà xã là không đi làm việc khác mà làm không, luôn ở cửa hàng mình luôn. Và em thì là thứ nhất là làm Thu Ngân. Và em là nóc nhà ở đây đúng là... rồi nóc nhà là Thu Ngân. À, thứ hai là ví dụ như đồ đạc mà thiếu thì chạy lấy đồ và phụ chồng thế thôi. Công việc chính là như thế. Thu Ngân và phụ chồng. Rồi. Chưa cơm nước chồng con cho chồng con thế thôi. Thế công là việc mình là ở đây là này, tự chủ về tất cả. Vâng đúng rồi. Về thời gian mình cũng được làm chủ đấy đúng không? Đúng mình rồi. Thích thì mình làm, không thích thì mình đóng cửa. Không, nói không thích là làm không thích được. Thế tất cả bây giờ nghề phục vụ nói chung là đành bất đắc dĩ lắm phải nghỉ thì phải nghỉ thôi. Nhưng mà thực ra là tất cả bây giờ ai cũng thế, khách hàng thế thôi. Bây giờ người ta đến với mình là đến với mình thì bây giờ đến mình không có ở đây thì người ta sẽ một hai lần người ta sẽ chán. Đúng rồi. Người ta sẽ đi cái khác. Cho dù kể cả mình có dịch vụ tốt đến đâu chăng nữa, bây giờ xe người ta hỏng người ta chả làm sao được mình. Nó phải nói như thế. Như cái là cái vấn đề nghỉ ấy, là nói chung là trừ hợp công việc bất đắc dĩ lắm thì mới phải nghỉ. Ví dụ công việc nhà đột xuất, cưới xin hay là bất cùng lắm thì là hoặc là tham gia các chương trình hội thảo hay thiết thì là cửa hàng em nghỉ thôi. Bình thường em vẫn đi để giao lưu cùng với lệ hội kỹ thuật xe máy trên toàn quốc, mô tô trên toàn quốc đúng không? Vâng. Đó thì là chủ yếu là miền Bắc này hay là cả miền Nam? Cả miền Nam luôn, Bắc Trung Nam luôn. Vâng. Tuyệt vời quá, tuyệt vời luôn. Thế hiện tại là cửa hàng của em là có em là người cũng là trực tiếp quản lý cùng với lệ bà xã và cũng là người trực tiếp để sửa cho thợ khách luôn đúng không? Vâng. Có nghĩa là em là người trực tiếp sửa cho khách, còn quản lý thì lại bà xã em. Và đây một thợ nữa, còn một đại của em hôm nay nó về thi bằng lái ô tô. Và nhà em bây giờ hiện tại năm nay là chỉ có thế thôi. Còn mọi năm thì nhà em nó 3-4 thợ cơ. Nhưng năm nay thì tình trạng nói chung là cũng chung. Em có ý định là phát triển thêm mở cửa hàng nữa không? Hay là chỉ sẽ phát triển ở đây để mình có lượng khách thu hút ở nói đây? Nói chung là cũng ý định là mở thêm cửa hàng nữa. Thế nhưng mà ra là thời điểm này nó chưa phù hợp. Em cũng chưa làm. Đấy như thế. Thế bây giờ cho chị hỏi xem thôi, không dám hỏi vô duyên cụ thể quá, là một cái mức thu nhập của ở cửa hàng của mình hiện tại nó khoảng tầm khoảng bao nhiêu? Nói chung là bọn em là tính tổng cửa hàng ấy thì nói chung là làm nghề này tự do thì có tháng nhiều tháng ít. Nói chung là cứ trung bình độ 25-30 triệu trừ hết đi rồi. Vâng. Đấy là được rồi. Vâng. Bởi vì là mình tỉnh lẻ như thế này mà trừ hết tất cả quê, chi phí, ví dụ như là cửa hàng này, rồi chợ này, rồi là đồ nghề đi. Đúng mà rồi. Có cái mức thu nhập là tầm 25-30 triệu mà trừ hết đi. Đó. Như thế là ok rồi đấy. Nói chung là cũng hài lòng rồi. Hài lòng rồi đúng không? Đấy. Và vừa rồi ấy, thì chị em mình cũng đã trao đổi trước kia thì có những cái bạn mà ở khu vực này các bạn muốn đi học nghề thì em cũng đã giới thiệu lên trường mình đúng để rồi. Học. Bà. Đấy. Thì các bạn ấy có những cái lời khen rất là hay, là các bạn ấy nói nhà em thì cũng có xe là sẽ mang ra cửa hàng cho anh Hưng anh ấy sửa. Giá thành thì rất là hợp lý này. Và làm thì rất là tận tình. Và đi xe thì rất là chắc chắn. Đó. Thì ở đây là mình làm cả dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng rửa luôn không? Mình có rửa luôn ạ. Có rửa luôn. Tuyệt vời quá, tuyệt vời luôn. Thế bây giờ là nhà Hưng là có được mấy cháu rồi? Nhà em là có được 2 cháu rồi. 2 cháu rồi à? Vâng. Đấy. Quá tuyệt vời. Thế là cháu lớn bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu lớn bây giờ năm nay học lớp 8 rồi. Lớp 8 rồi. Vâng. Đúng ạ. Đấy, thế thì cũng không cần phải là đi học cái gì là xa xôi, nhưng không phải những cái ngành nghề, ví dụ như bây giờ nhiều bạn trẻ bây giờ ấy, các bạn ví dụ nhà nào thì cũng chỉ có con từ 1 đến 2 con thôi, nên là cũng thích là cho con được gọi là ngồi máy lạnh này, mát mẻ và chân tay sạch sẽ. Nếu mà để đi những cái ngành nghề này thì... anh ơi, bà gọi cháu đây. Đấy, đi những cái ngành nghề này thì đây này, lúc nào cũng phải như anh Hưng đây. Muốn theo ngành nghề rửa chữa xe máy là nó như thế này các bạn nhá. Đây là rửa tay rồi nhá. Đây là rửa tay rồi nhá. Thế tối cầm tay vợ thì làm nào? Tối cầm tay vợ nó vẫn thế, làm nào. Đây là đang giới thiệu rằng cháu nó ra học điện ô tô ở tại trường luôn. À, đấy. Làm cái đây cháu. À đâu, thế là bạn này là... Đây là cháu luôn, cháu con luôn. Là chị gái em luôn. À, thế là cho ra đây để ra trường dạy nghề để học nghề. Nói luôn. Em gửi chị đây luôn. Mang bạn đi ra đây luôn nào. Quan Nam ơi, ra đây Nam ơi, Nam. À Nam. Đấy, tuyệt vời quá. Đó, thế là... Ra đây con. À xấu hổ, bạn đi xấu hổ, bạn đi xấu hổ. À, thế thôi. Bạn đi xấu hổ. Đây là bạn Hưng này, là anh Hưng ấy. Đây các bạn phải gọi là anh Hưng. Anh ấy đã theo học ở trường dạy nghề Thanh Xuân của chúng ta là cách đây 15 năm rồi. Và để đạt được cái kết quả như ngày hôm nay thì anh phải rất là nỗ lực
phải không ngừng học hỏi, đúng không ạ? Vâng, không phải là mình học những kiến thức ở trong trường, chỉ là những kiến thức cơ bản, đó là cái nền tảng để cho chúng ta chắp cánh cho chúng ta để đúng bay rồi. Cao bay xa hơn. Và chúng ta không bay cao bay xa hơn được hơn nữa thì trong cái quá trình chúng ta sinh hoạt, sinh sống và hoạt động thì chúng ta phải học hỏi không ngừng nỗ lực học hỏi thì chúng ta mới có thể đạt được những cái kết quả như thế này. Và anh đã phải có được cái làm chủ được thời gian này, làm chủ được tài chính này và nuôi sống được cả gia đình. Vợ con cũng không phải đi làm thuê ở đâu cả, làm rồi. Luôn ở cái cửa hàng này ra. Đúng không ạ? Mở mắt ra là có tiền thôi. Đúng không ạ? Chúng ta cứ làm việc thật là tận tâm, uy tín và có tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được khách hàng đến với mình, đúng không ạ? Và đối với lại cửa hàng Hưng Thịnh cũng như là Dạy Nghề Thanh Xuân là vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi, đúng không ạ? Vẫn giữ cái phương châm của Dạy Nghề Thanh Xuân để trao cho bạn, cho anh Hưng như thế này. Và em có thể chia sẻ cùng với lại các bạn trẻ ấy. Hiện nay thì các bạn cũng có rất là nhiều các bạn là được bố mẹ định hướng cũng như các bạn đam mê về nghề sửa chữa xe máy. Em có lời khuyên nào dành cho các bạn không? Thực ra là bây giờ nói chung là lời khuyên nó khó, vì thực ra là em cũng chỉ tham gia một chút như này thôi. Thì nếu như thực sự, nếu như anh em, nếu như các cháu mà thật sự học giỏi, mà học thật sự giỏi thì lên học đại học. Chính xác. Còn nếu như học mà có nghĩa là trung bình khá thì lên theo chọn một cái nghề của mình là hay nhất. Rồi cái nghề thực ra là nó cũng làm nghề mà nó giàu thì nó cũng không giàu được, nhưng nó kiếm được miếng ăn nó rất dễ so hơn các cái nghề khác. Thứ nhất là mình làm chủ được. Này, chủ được thì là mình có thể là phát triển được. Chứ còn nếu như đã mà những học mà không có nghề thì đi làm bây giờ như công nhân công nhiếc trên này thì thực ra là sớm hôm cũng vất vả. Nói chung là lương thì thu nhập thì cũng khả năng cũng bằng mình đấy, nhưng mà thực ra nó vất vả đêm hôm. Nhưng ở đây là ví dụ như mình có cái nghề trong tay, ví dụ đơn giản những cái nghề sửa xe máy này chẳng hạn, thì là có nghĩa mình chỉ làm buổi sáng thôi, trong ngày thôi, thì tối là mình không phải làm, tối là mình ở nhà mấy vợ con rồi. Còn như đi làm công nhân thì có nghĩa người ta làm ca này ca đêm đấy, như thế thì là nên là nhiều khi nó cũng về sức khỏe thì chắc chắn là ví dụ làm đêm nhiều thì chắc chắn là không thể ấy được, đảm bảo nó như mình được chẳng hạn như thế. Như làm cái nghề thì nó gò bó hơn một chút, là ví dụ như là thứ bảy chủ nhật thì có thể người ta đi làm công nhân thì nó được nghỉ, nhưng để người ta mang xe cho mình sửa thì thứ bảy chủ nhật thì mình lại phải làm chẳng hạn như thế đấy. Như thế em nhưng... có cái quan điểm giống y như của chị, nếu như các bạn học đi học đại học thì rất là tốt. Bởi vì nếu như các bạn phải đi học là các bạn là học đại học là các bạn sẽ phải có những kiến thức rõ ràng. Đúng có rồi. Nghĩa là phải học thật giỏi. Thật giỏi. Đúng không? Phải có đúng một rồi. Quan điểm rõ ràng, phải yêu nghề thực sự. Đúng thì rồi. Các bạn nên đi học đại học là tốt đúng nhất. Rồi. Còn nếu như mà gọi là cao mà không tới mà thấp không đúng thông rồi. Đấy ạ. Đúng không ạ? Mà thì chúng ta nên đi học một cái nghề chứ không nên học cao đẳng và đại học, phải nói đúng là rồi. Như thế. Bởi vì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Thực ra là ở cái ngoài Bắc này cứ thích con cái học trường nọ trường kia, đại học nọ đâu kia. Nhưng thực ra là ở trong miền Nam, miền Tây người ta không quan niệm như thế đâu. Nếu quan niệm là có nghĩa là nếu như con người ta mà con em người ta học lớp 9 đến lớp học cấp 2 mà học gọi là trung bình khá hoặc là khá, ta cho đi học nghề ngay. Có nghĩa là vào những cái trường nghề là 2-3 lớp chẳng hạn đấy, vừa có văn hóa và vừa có nghề. Xong nó ra môi trường là người ta sẽ là đi học những các cái trung tâm ngoài này. Nên như tại trong đấy người ta rất giỏi, ít tuổi đấy người ta giỏi lắm. Hơn hẳn ngoài Bắc luôn, ngoài Bắc là vẫn có cái phong trào của quan điểm của đúng rồi. Con ta lại phải giờ phải học nọ học kia, nhưng học ra có làm gì đâu, và vẫn lại về không làm gì được, lại quay như lên khu nghiệp thôi. Mà giờ xin khu nghiệp thì phải giấu bằng đi, đúng chuẩn. Giờ như bằng đại học bây giờ người ta ở không có lương để tuyển, chuẩn thôi lao động phổ thông thôi chuẩn. Bây giờ mấy năm thì cũng phí, không giải quyết vấn đề gì chuẩn luôn. Mấy năm đấy mình đi học cái nghề là mà thành một cái nghề, nếu như đã thành một cái nghề rồi mình không những mình làm được, mình làm ở nhà mà riêng ở nhà hay là mình đi làm thuê người khác, tức là ở các tiệm ngoài hoặc các hét người ta, mình là vẫn có một cái tiếng nói. Cái thứ hai là có một công việc rất ổn định luôn. Thứ nhất bây giờ cái nghề như nghề sửa xe bây giờ thợ giờ thiếu rất nhiều. Nghề kỹ thuật bây giờ thứ nhất là sửa xe máy, sửa ô tô là cực kỳ thiếu luôn. Như bọn em bây giờ đang tuyển người mà chưa tuyển được đấy. Em đang cần tuyển người đấy, nhưng mà đã tuyển được đâu, đây biển vẫn treo cái tuyển kia nhưng mà đã có tuyển về, đâu. Đợt này về chị sẽ cho rồi mấy bạn xuống để phục vụ cửa hàng của em. Ok cảm ơn chị, thế thì tốt quá còn gì nữa. Và tuyệt vời, được rồi, sau 15 năm mà gặp lại thật rồi. Sự là ngày hôm nay mà đã gặp được học viên Thành Đạt thật sự là chị rất là vui mừng, không biết nói gì hơn và. Chị biết là chia sẻ với tất cả mọi người về đam mê về ngành sửa chữa xe máy
và muốn đi học nghề sửa chữa xe máy, và thật sự là cũng muốn lưu lại cái video này để làm lại cái kỷ niệm và hành trình 15 năm gặp lại ấy, và học viên. Thực ra là hôm nay là em tuyệt vời lắm. Em quá bất ngờ luôn. Thực ra là hôm qua là cũng có trao đổi với chị để gửi cháu ra đấy, nhưng thực ra hôm nay là quá bất ngờ này, chị về rất là thăm thứ nhất là thăm vợ chồng em. Đây là có cháu là em Mai thứ hai này ở trường có lớp khai giảng ô tô. Thì em gửi ra cho cháu học điện ô tô ở đấy. Đây, cho để có gì chị giúp đỡ em nhé. Ok em. Okay, đây rồi, bây giờ chị phải hỏi bà xã một tí. Bà xã ơi, bà xã là chị hỏi nhờ tí. Bà xã của anh Hưng đây. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là bà xã của anh Hưng nhé. Đây này, cứ có tay nghề là sẽ lấy được vợ xinh nhá. Cho chị hỏi một chút là khi mà anh Hưng là mở cửa hàng sửa chữa xe máy ấy, thì em lúc đấy là đã lấy em chưa nhỉ? Hưng nhà em làm nghề là làm nghề rồi xong mới lấy em ạ. À, làm nghề mới lấy em ạ. Vâng. Thế trước kia thì em làm nghề gì? Trước kia là em chuyên làm về tóc ạ. À, làm về tóc. Vâng. Thế xong là không làm tóc nữa lại đi về để phục vụ chồng à? Vâng, em làm tóc một thời gian cũng đông khách, nhưng mà nhà em mở cái tiệm này phải thuê thêm thợ nhiều việc quá. Thế là không có người quản lý này, không có người cơm nước con cái. Thế là em mới rút về đây để phụ chồng em là quán xuyến cửa hàng này, và mình quản lý cửa hàng và phục vụ con cái ấy. Thảo nào làm về spa cũng thích xinh quá, bắt đầu đến thì chị bảo Hưng ơi sao lấy vợ xinh thế. Thì cũng chia sẻ là vợ cũng làm về bên mảng làm đẹp, thì chị thấy cái mảng làm đẹp bây giờ cũng là cái mảng rất nhiều bạn đi theo lắm, bởi vì cái đấy nó cũng có cái mức thu nhập rất là tốt. Thế nhưng mà không gì thì vào bằng chung một nhà thì và chung một nghề thì cũng sẽ rất là hay. Thì em về là em sẽ quản lý về tài chính này, rồi đi lấy đồ nghề cho chồng, rồi là phụ em phụ bán hàng, bán thêm phụ tùng này, rồi quản lý cửa hàng, rồi cơm nước con cái. Mọi khi làm hai cửa hàng thì không có thời gian, không có thời gian để mà cửa hàng nó bị bỏ bê. Mình tập trung quản lý thì nó phát triển tốt hơn ạ. Vừa nãy chị có hỏi Hưng về cái thu nhập ở cửa hàng của mình ấy. Tại vì là thật sự là bây giờ cũng có nhiều cháu như con em của mình thôi. Vâng. Kiểu là các bạn ấy đi học nghề rồi đi học dạy học hay là học bất kỳ một cái gì đều muốn ra trường để có việc làm và muốn quan tâm đến cái thu nhập. Vâng. Ví dụ để mở một cái cửa hàng thì cái lúc mà mở cửa hàng thì như Hưng này thì là ngày trước thì nó cái thời điểm đấy kinh tế nó khác. Thì bây giờ chúng ta lại không bàn đến cái làm mở cửa hàng hết bao nhiêu tiền nữa, mà là cái thu nhập. Ví dụ như trung bình này thì chị thấy Hương vừa chia sẻ là trừ tất cả các chi phí đi thì mỗi một tháng được khoảng 25-30 triệu, chính xác đấy. Vâng, cũng khoảng được khoảng tầm đấy. Nói chung là nuôi sống gia đình này, con cái học hành các thứ này, rồi bố mẹ hỗ trợ bố mẹ ở trong quê này, với cả cũng có dư giả một chút nữa. Đấy có nghĩa là con cái học được trường tốt này, rồi là còn hỗ trợ cho nội ngoại nữa. Vâng ạ. Đấy, thế là tuyệt vời, người con có hiếu đấy. Với lại cũng dư giả một chút nữa. Vâng, phát triển. Hai vợ chồng có đang tính là sẽ mở thêm cửa hàng nữa không? Có, nhà em cũng tính phát triển, muốn mở thêm một cái cửa hàng ở khu công nghiệp nữa. Nhưng mà bọn em vẫn đang dự tính. Đấy nhá, cùng là phụ nữ với nhau, nhưng mà thật sự ngày hôm nay về đây thì chị thật sự chị mừng cho em. Vâng. Mừng vì là có một người chồng rất là tuyệt vời, chăm chỉ, chịu khó này, đam mê yêu nghề. Thật sự bình thường như nhiều cái ông chủ khác ấy, là khi mà người ta đã làm chủ với 15 năm ấy, là người ta sẽ xỏ tay túi quần này. Đấy. Và người ta sẽ giao cái việc này cho ví dụ như vợ quản lý hoặc là cho vợ quản lý. Nhưng mà chị về đây thì chị thấy Hưng nó vẫn đam mê yêu nghề và vẫn lúc nào cũng cầm ở trên tay cà lê mở lết và được trực tiếp ra để làm cùng với lễ vợ luôn. Vâng. Đấy, xong lại yêu vợ thương con mà có một cái mức thu nhập đáng kể như thế này thì rất là mừng. Vâng. Chị hôm nay về đây thì chúc mừng cho cửa hàng Hưng Thịnh ngày càng hưng thịnh hơn, phát triển hơn. Vâng. Và chúc mừng cho hai vợ chồng nhé. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Vâng, nhé. Cảm ơn em. Đây, các bạn thân mến nhé, thì chị Hương đang ở trong cái cửa hàng sửa chữa xe máy Hưng Thịnh. Chúng ta vừa rồi được giao lưu và gặp gỡ cùng với lại hai vợ chồng của anh Hưng, thì cũng chúng ta đã biết được cái hành trình anh đến với lại trường dạy nghề Thanh Xuân như thế nào và để đạt được cái kết quả như ngày hôm nay và được cả gia đình luôn luôn được vui vẻ hạnh phúc cũng như là có một cái mức thu nhập ổn định, thì anh sẽ phải nỗ lực hết mình, không ngừng cố gắng. Đến bây giờ là 12 giờ rồi nhưng mà anh vẫn trực tiếp anh đi ra đây. Xin mời tất cả các bạn hãy cùng vào đây. Anh đang trực tiếp để anh sửa xe cũng như là hướng dẫn cho bạn thợ để bạn trực tiếp làm xe cho khách một cách tốt nhất. Đấy, khi mà các bạn đến với lại cửa hàng sửa chữa xe máy Hưng Thịnh, các bạn sẽ
được nhận các dịch vụ rất là tốt, về giá cả cũng như là về cách chăm sóc rất là tốt, và đặc biệt là về chất lượng thì không phải chê vào đâu được các bạn nhé. Nên là nếu như mà bạn nào mà ở khu vực Bắc Ninh này mà muốn đi xin việc thì mà đã có ngành nghề sửa chữa xe mà có tay nghề rồi nhưng các bạn chưa có được cái công việc thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng Hương Thịnh, anh sẽ là người tuyển các bạn và sẽ có mức thu nhập rất là ổn định ở cửa hàng này. Nếu như mà bạn nào mà muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm thì các bạn có thể liên hệ cùng với anh Hưng, học viên của trường dạy nghề Thanh Xuân, và muốn đi học nghề sửa chữa xe máy và quan tâm đến ngành sửa chữa xe máy thì các bạn có thể liên hệ cùng với chị Hường, trường dạy nghề Thanh Xuân theo số hotline 0961677445. Với chị Hường thì có rất nhiều năm kinh nghiệm. Trước khi anh Hưng vào thì anh Hưng đã học ở trường 15 năm, nhưng trước đó thì chị Hường đã làm sao ạ? Đã làm việc ở trường dạy nghề Thanh Xuân được 2 năm rồi. Và chị Hường đã công tác ở trường dạy nghề Thanh Xuân đến năm nay là 17 năm rồi các bạn nhé. Đó, nên là nếu như mà các bạn nào cần được tư vấn định hướng nghề sửa chữa xe máy, quan tâm đến ngành nghề sửa chữa xe máy, các bạn hãy liên hệ cùng với đại trường trường dạy nghề Thanh Xuân và biết nhiều hơn về các ngành nghề như là sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp, điện nước của trường dạy nghề Thanh Xuân. Các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ giúp dạy nghề Thanh Xuân để theo dõi tiếp theo các video hay hơn nữa nhé. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.